Không phải sữa, đây mới là thực phẩm giàu canxi bậc nhất, chỉ 3 thìa bằng 1 cốc sữa. Các chuyên gia khuyến cáo người trưởng thành nên tiêu thụ tối thiểu 1.000mg canxi trên ngày. Vậy chúng ta nên ăn gì để đạt được hàm lượng này tốt nhất mà không cần đến sữa? Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng sữa rất tốt cho sức khỏe. Với trẻ nhỏ, sữa giúp xương chắc khỏe và cao lớn hơn, vì đây là nguồn thực phẩm chứa nhiều canxi nhất. Nhưng thực tế cho thấy, sữa không thật sự được xem là siêu thực phẩm như mọi người vẫn ca ngợi, bởi không giống như trẻ em, người lớn không được hưởng lợi nhiều từ sữa. Gần 40% người trưởng thành trên toàn thế giới có thể tiêu hóa sữa đúng cách và chỉ có 5% người dân châu Á dung nạp được sữa. Nguyên nhân là do sữa thường dành cho trẻ em chứ không dành cho người trưởng thành. Vì đường ruột của trẻ nhỏ sản xuất ra lactase giúp phân hủy sữa để được tiêu hóa đúng cách. Hơn nữa, lợi gen giúp sản xuất ra lactase lại ngừng làm việc khi trẻ lớn lên. Bắt đầu ở độ tuổi lên 5, cơ thể đã có dấu hiệu ngừng sản xuất lactase. Thông tin này đã khiến lượng tiêu thụ sữa trên toàn thế giới đã giảm đi rất nhiều trong những năm qua. Đơn giản như ở Anh, doanh số bán hàng sữa giảm 30% trong vòng 20 năm qua. Canxi không chỉ giúp chắc răng, khỏe xương mà còn rất quan trọng trong việc duy trì tế bào khỏe mạnh, điều tiết hormone. Thiếu canxi làm tăng nguy cơ loãng xương, móng tay móng chân bị yếu, rụng tóc hay thậm chí là động kinh. Các chuyên gia khuyến cáo người trưởng thành nên tiêu thụ tối thiểu 1.000mg canxi trên ngày. Như vậy, nên ăn gì để đạt được lượng canxi này tốt nhất mà không cần đến sữa? Hiện nay có rất nhiều loại thực phẩm cung cấp canxi không thua kém gì sữa. Đó có thể là rau cải bó xôi, đậu phụ, cải xoăn, quả sung và tất nhiên không thể không kể đến hạt chia. Các nghiên cứu phát hiện hạt chia chứa hàm lượng canxi cao gấp 6 lần trong sữa. Chỉ cần khoảng 3 thìa cà phê hạt chia chứa 233mg canxi, liều lượng tương đương với hàm lượng canxi có trong một cốc sữa 299mg. Vì vậy hiện nay, hạt chia được xem là nguồn thay thế sữa dành cho người lớn và trẻ nhỏ, không dung nạp lactase trong sữa. Những lợi ích sức khỏe của hạt chia. Không những thế, báo cáo nghiên cứu của Hiệp hội Nông nghiệp Mỹ USDA cho thấy hạt chia giàu chất dinh dưỡng cần thiết cho con người. Còn nghiên cứu khoa học của Trường Đại học California Mỹ cho thấy hạt chia mang tới nhiều công dụng tốt cho cơ thể chúng ta. 1. Ngăn ngừa lão hóa. Các nhà nghiên cứu từ Mexico gần đây phát hiện ra rằng hạt chia chứa rất nhiều hàm lượng chất chống oxy hóa, giúp hạn chế việc hình thành các tế bào gốc tự do lên đến 70%, để từ đó làm chậm quá trình lão hóa. 2. Cải thiện hệ tiêu hóa. Hạt chia chứa hàm lượng chất xơ cao gấp 1,6 lần so với lúa mạch, 2,3 lần so với lúa mì, 2,6 lần so với yến mạch và 9,8 lần so với gạo. Như vậy, chỉ cần 2 thìa hạt chia, bạn đã nạp vào cơ thể 10 g chất xơ tương đương 1/3 lượng chất xơ cần thiết trong ngày. 3. Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Litora cho biết, hạt chia có khả năng điều hòa lượng insulin, có khả năng làm giảm nồng độ insulin trong máu, từ đó hỗ trợ làm giảm các triệu chứng tiểu đường vì chứa nhiều axit alpha. Vì chứa nhiều axit alpha, linolenic và chất xơ. 4. Giúp xây dựng cơ bắp và giảm cân. Hạt chia cũng chứa nhiều protein, vì thế đây là loại thực phẩm lý tưởng cho những ai đang muốn giảm cân hoặc xây dựng cơ bắp. Chúng cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, vì vậy sẽ giúp thay thế bất kỳ chất dinh dưỡng nào mà cơ thể mất đi trong quá trình tập luyện. 5. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Hạt chia cũng được chứng minh có thể chống viêm và điều hòa cholesterol, do đó rất tốt cho tim mạch. Cách sử dụng hạt chia: rắc lên ăn cùng sữa chua, hạt nước ép, sinh tố hoa quả. Nước uống hạt chia: dùng 1-2 thìa cà phê hạt chia ngâm vào nước lọc khoảng 10 phút, khuấy đều để tránh bón cục. Canh hạt chia: dùng 3-4 muỗng cà phê hạt chia cho vào nồi canh khi đang nấu hoặc hầm chung với các loại rau củ quả để có món ăn dinh dưỡng. Cho vào 1-2 muỗng hạt chia vào món rau tròn hoặc salad rau để tăng dinh dưỡng và tạo ra một khẩu vị mới. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
Ai bị gai cọt sống thì không nên bỏ qua bài thuốc cực đơn giản này. Sau khi dùng cho mẹ để khỏi bệnh gai đôi cọt sống, chị Phương Loan đã chia sẻ bài thuốc này với bạn bè và mọi người trên Facebook. Chị đã tìm thấy nhiều đồng minh cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh. Ai có mẹ già bị đau xương khớp, đặc biệt là bị gai cọt sống, đều sẽ thấy xót xa vô cùng. Mỗi lần chứng kiến cảnh mẹ bị đau vùng cổ, thắt lưng, chị Phương Loan, quê gốc Đồng Nai, lại ứa nước mắt. Thương thay cho mẹ. Chỉ có điều, mẹ chị nhất mực không chịu đến bệnh viện. Bà cứ gàn con và bảo, mẹ sống chung với lũ cả 20 năm nay rồi, giờ đi khám làm gì cho phí tiền. Nhưng đấy là khi bà mới 70 tuổi, còn đi lại túc tắc được và thời tiết lúc đó ở miền Nam không quá khắc nghiệt. Sau đó, bà đã cùng cả gia đình chị Loan ra Hà Nội sinh sống, nên càng cảm nhận rõ rệt những cơn đau do căn bệnh này đem lại. Nhớ lại khoảng thời gian hãi hùng ấy, chị Loan chưa hết rùng mình. Tôi thương mẹ tôi lắm, bệnh gai cột sống của bà khi ấy đã trở nặng đến mức suốt ngày đau tê ở cổ, rồi lan qua hai tay. Đau dọc sống lưng xuống hai chân, tôi có massage đấm bốt hay cho bà uống thuốc giảm đau cũng không ăn thua. Đêm đến, bà không dám làm phiền con cháu nên cứ rì rì khóc. Khi thời tiết ổn định thì mẹ tôi túc tắc đi khắp nhà. Vui vẻ vì đỡ mệt, nhưng chỉ vài ngày sau, mức độ đau sẽ tăng lên gấp đôi. Khi tái khám, bác sĩ nói mẹ tôi đã bị rất nặng, dây thần kinh chèn ép quá nặng, không chừng chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ gặp chứng ống tủy, thu hẹp rối loạn đại tiểu tiện và mất cảm giác toàn thân. Đến mức ấy thì mẹ tôi sợ quá, bà hốt hoảng xin tôi đưa đi khám. Của đáng tội là vì thằng cháu đích tôn vừa cưới vợ, vợ cháu lại đang mang bầu sắp đẻ. Mẹ tôi háo hức được nhìn mặt chắc nên rất muốn chữa khỏi bệnh, để vào Nam bế chắc một lần. Tôi chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện đông, tây y ở Hà Nội. Nhưng tây y thì không tác động vì mẹ tôi đã cao tuổi, còn đông y kể cả chăm cứu cũng rất lâu khỏi. Buồn chán, tôi than thở với bạn bè qua điện thoại và đăng lên cả Facebook kêu la để đỡ stress. May thay cậu bạn cấp 3, khi đọc được chia sẻ của tôi, đã nhắn một tin nhắn đáng giá ngàn vàng. Mình sẽ mách cho mẹ cậu cách chữa bệnh bằng 3 loại thảo dược đơn giản, chanh, bưởi và ngải cứu. Chờ mình đi công tác về rồi sẽ tận nhà chỉ cho bà nhé, 2 ngày nữa thôi. Mừng như trúng số độc đắc, tôi khoe ngay với mẹ. 2 ngày sau, cậu bạn tôi đến nhà và chỉ cho một bài thuốc vô cùng dễ làm và dễ dùng. Chỉ cần chuẩn bị 2 quả bưởi, 1 cái chanh bỏ hạt phơi khô, 200g ngải cứu khô. Đem tất cả các nguyên liệu xào vàng, hạ thổ rồi ngâm với 2 lít rượu, 200g đường phèn trong 1 tuần cho ngấm rồi đảo đều. Để kỹ từ 3 tuần đến 1 tháng là có thể lấy ra dùng được. Uống thuốc hàng ngày, mỗi lần uống một chén nhỏ khoảng 5-10ml sau ăn. Thời gian đầu dùng thuốc, người bệnh sẽ đau đớn vì công thuốc, nhưng chỉ cần cố gắng chịu đựng thì từ ngày thứ 7 trở đi sẽ thấy cảm giác êm ru. Tôi vội vã mua đầy đủ nguyên liệu trên và ngâm rượu cho mẹ dùng. Đúng như lời cậu bạn tôi nói, sau 7 ngày mẹ tôi như tìm lại được niềm vui sống. Bà ăn ngon miệng hơn, đi lại dễ dàng và ngủ gần 5 tiếng liên tục mà không đau e ẩm mình mẩy như trước nữa. Tôi mừng lắm, dục mẹ uống đều trong 1 tháng liền. Sau đó tôi gọi điện nhờ cậu bạn tư vấn xem nên uống tiếp thế nào. Cậu ấy cũng vui lây và bảo mẹ cậu bị đã lâu nên để bà uống đều đặn trong vòng 2-3 tháng, sau đó nửa năm thì uống lại liên tục trong 1 tháng. Cách năm sau, mỗi năm uống 1 lần liên tục trong 1 tháng là được. Mẹ tôi đã chữa khỏi gai cột sống đơn giản chỉ bằng bài thuốc đó đấy. Tôi háo hức chia sẻ bài thuốc hữu dụng này cho bạn bè, họ hàng gần xa. Nhờ thế mà mẹ tôi đã có thêm nhiều đồng minh nữa trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đáng ghét này. Và thật tuyệt vời, ngay sau liệu trình đầu tiên, mẹ tôi đã đủ sức khỏe để bay vào Nam, chăm chắc mới chào đời. Bà vui mừng lắm. Qua tìm hiểu, tôi được biết, trong dân gian có nhiều cách chữa gai cột sống, tận dụng những thảo dược dễ kiếm không có tác dụng phụ, nhưng thực tế áp dụng lại rất hiệu quả. Trong bài thuốc kết hợp từ các thành phần trên cũng rất có lý. Bưởi có những phytochemical
ngăn ngừa chất prostaglandin làm viêm khớp xương. Theo đông y, muối bưởi có vị ngọt, chua, tính hàn, có tác dụng kiên tỵ, giảm ho, tan đờm, chữa rối loạn tiêu hóa, đau đầy bụng, khó tiêu, đau khớp. Vỏ bưởi tính ấm, vị đắng, ngọt, có tác dụng tan đờm, giảm ho, điều hòa khí huyết, giảm đau. Ngải cứu thì tính ấm, có vị cay, có tác dụng ôn hòa khí huyết, hay được dùng chữa các bệnh đau đầu hoa mắt, nhức buốt xương khớp, đau thần kinh tọa. Chanh có chức năng giải độc, bảo vệ thành mạch, tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tác hại của những gốc tự do để làm chậm sự lão hóa, từ đó tăng cường khả năng tự chữa gai cột sống. Theo đông y, lá, rễ và vỏ quả chanh có vị the, đắng, mùi thơm, tính bình, có tác dụng tán phan giải nhiệt, hoạt huyết, thông kinh lạc, tiêu đờm, tiêu thực, giảm ho, sơ tiết can khí. Cây chanh thuộc nhóm 54 cây thuốc, có giá trị dược liệu cao nhất trong danh mục hơn 7.300 loại thực vật, được tổ chức Plan for a Future ở Anh Quốc phân loại và xếp hạng căn cứ vào giá trị dinh dưỡng cũng như dược liệu. Theo bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các vị thuốc trong bài đều có tính ấm, lại được ngâm trong rượu đế cũng có vị cay, tính nhiệt nên rất phù hợp chữa gai cột sống. Thêm nữa, vỏ bưởi và quả chanh đều có công năng hành khí nên có tác dụng chỉ thống giảm đau. Theo y học cổ truyền, thống đau là do bất thông, ứ trệ, tắc nghẽn. Các vị thuốc có công năng làm cho kinh mạch thông suốt, khí huyết lưu chuyển bình thường thì chứng đau thuyên giảm, chữa thoái hóa cột sống. Mong là mọi người khi áp dụng bài thuốc này đều sẽ thành công và vui vẻ sống khỏe như mẹ tôi nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đậu phộng hay còn gọi là củ lạc, thần dược chữa bệnh dạ dày mới được khám phá ra, bài thuốc dành cho hàng ngàn bệnh nhân nghèo. Củ lạc hay còn được gọi là đậu phộng là một món ăn được rất nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, rất nhiều người không ngờ được rằng nó lại là thần dược chữa bệnh dạ dày cực kỳ hiệu nghiệm. Xin chân thành chia sẻ cho bạn đọc, lưu lại ngay để áp dụng nhé mọi người. Việt Nam đang có tỷ lệ người mắc bệnh đau dạ dày rất lớn. Các nhà y học Trung Quốc đã xác định lạc sống hay còn gọi là đậu phộng có khả năng chữa được bệnh viêm và loét dạ dày. Nếu bị nhẹ, phương pháp chữa như sau: ăn khoảng 12 hột trước các bữa ăn, mỗi ngày 3 lần, dùng liên tục từ 1 đến 3 tháng. Người nhẹ sau 1 tuần, người nặng sau 3 tuần đều giảm bớt tiết chất chua, chứng bệnh đều bớt hoặc mất hẳn. Các chuyên gia xác định rằng, sở dĩ lạc sống có thể chữa được bệnh dạ dày do nó tạo thành chất keo phủ lên niêm mạc dạ dày. Chất dầu trong lạc sống có tác dụng hạn chế sự tiết chất chua dạ dày, ngăn chặn sự lan rộng của vết viêm, rồi thu hẹp làm lành viêm loét dạ dày. 10 công dụng chữa bệnh tuyệt vời của lạc. Lạc không chỉ là một thực phẩm trong các bữa ăn ngon miệng mà còn có những công dụng tuyệt vời nhờ lượng chất dinh dưỡng dồi dào có trong nó. Hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Nhiều người vẫn thường nghĩ rằng hàm lượng chất béo trong lạc được coi là quá cao, vì thế những người muốn giảm cân, đặc biệt là béo phì, cần loại trừ thực phẩm này. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho biết rằng các sản phẩm từ lạc có thể giúp bạn kiểm soát trọng lượng và ngăn ngừa béo phì rất hiệu quả. Các chuyên gia dinh dưỡng đã tìm thấy axit folic trong lạc, nó chứa rất nhiều axit không bão hòa đơn béo, làm giảm cholesterol trong máu cao. Ngoài axit folic, lạc cũng chứa nhiều cellulose hữu ích, một vai trò rõ ràng về chất thải đường ruột, không gây béo phì, giúp cho trái tim khỏe mạnh. Nhiều nghiên cứu cho biết lạc có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Đậu phụng rất giàu chất béo không bão hòa đơn và chất chống oxy hóa như axit oleic. Một số lượng lớn các nghiên cứu đã chỉ ra rằng lạc, bơ lạc và các sản phẩm từ lạc khác giúp bảo vệ tim, có tác dụng tốt trong phòng chống các bệnh tim mạch. Những người thường xuyên ăn lạc và các sản phẩm từ lạc có thể hạ thấp tỷ lệ mắc bệnh tim mạch 35%, đặc biệt là phụ nữ.
phụ nữ mãn kinh thường xuyên ăn lạc có thể giảm tỷ lệ mắc bệnh mạch vành. Kiểm soát cholesterol. Không chỉ giúp tăng cường trí nhớ, niacin trong lạc còn giúp hạ thấp và kiểm soát nồng độ cholesterol trong máu. Mặt khác, nhờ chứa nhiều lượng đồng nên khi ăn lạc sẽ giúp tăng lượng cholesterol có lợi và giảm lượng cholesterol có hại. Đậu phụng rất giàu axit béo không bão hòa đơn, giúp giảm mức độ cholesterol xấu trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa nguy cơ tim và bệnh mạch vành. Những hạt đậu phụng tự nhiên thơm ngon nên được đưa vào kế hoạch chế biến ăn uống hàng ngày. Đậu phụng không có muối, rất tốt cho động mạch. 1/4 chén đậu phụng chứa lượng chất béo không bão hòa, tương đương 1 muỗng dầu ô liu. Chất béo không bão hòa giúp giảm cholesterol trong máu. Ngăn ngừa lão hóa. Lạc chứa polyphenol tự nhiên, ngoài việc giảm kết tập tiểu cầu, bảo vệ tim, còn có tác dụng chống lão hóa rất tốt. Ngoài ra, đậu phụng rất tốt cho da vì nó giàu vitamin E, giúp làm giảm nếp nhăn trên da. Các nghiên cứu cho thấy ăn đậu phụng luộc giúp bảo vệ da khỏi các gốc tự do. Tăng cường sức khỏe của xương. Trong hạt lạc cũng có chứa một lượng nhỏ canxi và vitamin D. Cả hai chất này hợp tác với nhau giúp tăng cường sức khỏe của xương, bao gồm cả tốt cho sức khỏe của răng. Ngăn ngừa sỏi thận. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện thấy rằng một điều bất ngờ rằng là có thể giúp ngăn ngừa sỏi mật. Nhiều nghiên cứu về vấn đề này đã chỉ ra rằng ăn 28g lạc hoặc bơ lạc một tuần có thể làm giảm nguy cơ phát triển sỏi mật 25%. Tăng cường trí nhớ. Một số nghiên cứu cho thấy ăn lạc có khả năng tăng cường được sức khỏe cho não. Lý do là trong củ lạc có chứa nhiều vitamin B6 hay còn gọi là niacin. Đây là chất giúp não hoạt động bình thường và tăng cường trí nhớ, tốt cho chuyện ấy. Theo một công trình nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Linköping, Thụy Điển, thường xuyên ăn lạc sẽ tốt cho chuyện ấy ở đàn ông. Trong lạc có chứa rất nhiều nitric oxide. Các chất này sẽ làm tăng khả năng cương cứng lâu hơn bình thường. Do vậy, đàn ông muốn tăng sức hoạt động tình dục thì nên tăng cường thực đơn lạc trong bữa ăn. Thúc đẩy khả năng sinh sản. Lạc có chứa nhiều axit folic mà loại axit này lại rất cần. Lạc có chứa rất nhiều axit folic và loại axit này lại rất cần thiết cho khả năng sinh sản của chị em. Các nghiên cứu cho thấy rằng phụ nữ thường ngày cần được cung cấp 400mg axit folic trước và trong thời kỳ đầu mang thai sẽ làm giảm nguy cơ khuyết tật ống thần kinh của em bé sau khi sinh ra đến 70%. Ngăn ngừa ung thư. Chất tetrahydrocannabinol có trong một số loại dầu thực vật như đậu, lạc không những giúp chống lại bệnh tim mạch bằng cách can thiệp vào sự hấp thụ cholesterol, chúng còn chống lại bệnh ung thư bằng cách ngăn chặn sự phát triển của các tế bào. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.